Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Cô Gái Nông Thôn của mình. Hôm nay mình ra thăm cây sống đời ha. Thì mình phát hiện ra cây sống đời của mình thì bị bệnh. Cái này thì mình có phát hiện được mấy ngày hôm trước thì có xịt ngừa rồi nhưng mà không hết nè. Nay có vẻ như bị nặng rồi ha. Đó, các bạn thấy không? Mình quay cho các bạn coi nè. Đấy. Nó làm như bên cái đám mai này của mình hôm bữa xịt trễ á. Rồi mấy con sâu bệnh từ đấy nó nhảy qua đây nó ăn này. Nó ăn cũng mất mấy chậu rồi các bạn. Đó. Thì hôm nay mình sẽ xịt ngừa cái bệnh này ha. Đây chả biết bệnh gì đâu mà mình cứ xịt ngừa đi. Nó ăn mất cái đọt, nó chích cái đọt không các bạn ơi. Nó xịt ngừa với kết hợp với cái kéo đầu bông cho cái cây sống đời này nha các bạn. Thì cây sống đời của mình thì đa số thì tất cả các cặp lá thì đã lên rồi nè. Các bạn thấy không? Cặp lá mè nào nó cũng lên hết rồi. Nhưng mà tốc độ nó lên chậm quá. Đó. Đây các bạn thấy không? Đây là cái cặp lá mè bự này, cái cặp lá mè nhỏ ở trong này này. Còn thêm một cặp lá mè nữa thì mới lên được đọt bông. Đó. Đó các bạn thấy không? Mình quay cho các bạn coi ha. Đó thì mình sẽ xịt nó nè. Ở dưới nền cát này thì nó cũng đều như thế hết rồi các bạn. Hơi chậm hơn chút thôi nhưng mà nó cũng là có đọt này nè, có đọt bông này nè. Đó. Chậm quá ha. Đó, mình quay cho các bạn coi nha. Thì sẵn đây làm video thì mình cùng trả lời một số câu hỏi của bạn luôn. Cái này thì nó bị bệnh này các bạn. Nó đỏ như thế này không phải đọt bông đâu nha. Mà là bị cái con rầy hay con gì đó nó hút vô cái đọt để khiến cho cái đọt nó khựng lại. Các bạn phải xịt nó thôi. Nếu không xịt vô thì cái chỗ này nó mất cái đọt luôn. À. Có bạn thì hỏi mình giờ mà cái bông của các bạn còn nhỏ thì có kịp Tết hay không? Mình nói thật các bạn thì Tết thì mình bán bông thì giờ mình làm bông bán thôi, nhỏ hay to thì giờ cũng không quan trọng nữa đúng không? Vì giờ nó bước qua một cái giai đoạn khác rồi. Giờ giai đoạn bây giờ là giai đoạn làm bông rồi chứ không còn là giai đoạn này nuôi đọt, nuôi bự nữa ha. Ở đây mình có một số cây cũng nhỏ xíu mình cũng làm bông hết không ạ? Nè. Đó, nó cũng có đọt bông này nè các bạn ạ. Có đọt bông rồi. Ủa cái cây sống đời Thái này, sống đời Đà Lạt chứ hôm bữa mình ngắt ngắt bỏ cái chồi chồi bự của nó mình đi cầm con mà bây giờ những cái đọt nhỏ ra thì nó cũng ra đọt bông này các bạn. À cái này là một phát hiện mới nha. Sẽ được nghiên cứu để làm cho năm sau. Tại hôm bữa mình thấy cái đọt nó lên dữ quá này. Mình ngắt ra mình đi nhân giống mà giờ đọt nhánh nó lên thì cũng nó lên đọt bông nha, đâu phải lên đọt ấy đâu. Đâu có lên đọt bình thường đâu mà là lên đọt bông đó. Đó. Thì giờ nhỏ hay to thì không quan trọng nha các bạn. Quan trọng là phải có bông. Có bông thì Tết mới bán được ha. Năm nay chỗ các bạn thì không biết sao chứ chỗ mình thì bông hút dữ lắm. Mới có giữa tháng 10 thôi nhưng mà lái đi gom nhiều lắm rồi. Lái nó đi gom mâm xôi rồi cho muốn hết rồi. Đó. Ở bên này mình cũng có một số chậu nhỏ nữa này. Mình quay cho các bạn coi. Nhỏ như thế này nhưng mình cũng đã làm bông nha. Chứ mình không nuôi cho nó bự. Mình cũng có chậu to chậu nhỏ chứ đâu phải chậu nào của mình cũng bự đâu. Đây, những chậu nhỏ của mình đây nè. À, đó. Mình cũng tưới kali rồi tưới phân làm bông. Rồi cái đầu bông nó cũng xè đây này các bạn. Đấy, nó cũng xè hết rồi. Đó, nó xè mà nó kali nó vô nhiều quá. Cái cây nó nhỏ nó chịu không nổi mà nó quằn này. Các bạn thấy cái đọt này nó quằn không? Nó bắn ra luôn đó. Những cây nhỏ này thì nó hơi yếu ha. Chậu này của mình thì còn lùn mà còn nhỏ dữ nè. Mình cũng làm bông hết nha. Tại vì mình để ở trong trại mà cái trại của mình nó hơi mát. Nên mình quay cho các bạn coi cái lưới của mình nó dày quá. Cho nên là nó vẫn không có nhiều ánh nắng ha. Cái cây này thì nó vẫn thích nắng. Nắng nhẹ thôi chứ không nắng mạnh quá. Cho nên là nó hơi yếu. Nhưng mà mình nuôi trong trại quen rồi đâu có đưa ra nắng được. Đó.
Thì cái đọt bông của mình hiện nay nó lên nhưng mà còn chậm ha. Này các bạn thấy không? Cái này là được hai đọt luôn này này. Đó, hai cặp đâm ve rồi đó. Lên cặp rồi là lên còi bông ha. Rồi, thì mình quay tổng quan vậy thôi. Nhìn chung thì cũng được rồi. Cũng tạm được chứ không phải được đâu. Phải chờ tới ngày ra đi rồi mới tính được. Giờ thì mình tiến hành, mình chuẩn bị mình xịt thôi. Xịt thì các bạn lưu ý cho mình một chuyện ha. Cái xịt mà xịt phân xịt thuốc cây sông đời này các bạn xịt sương thôi, xịt nhẹ thôi chứ đừng có xịt quá đậm nha. Xịt đậm rồi cũng đừng có xịt các loại thuốc mà nó nóng. Nó nóng thì nó dễ bị cháy. Tại vì cái cây này nó thân nó mềm, lá cũng mềm, mỏng nước, không có chịu được cái sự nóng. Đó, mình quay này. Cái chậu này của mình này to quá trời luôn. Cái đọt nó cũng xè luôn này. Đó. Mình thì cuối video này thì mình sẽ lên một cái đoạn là cây xịt, phương pháp xịt, không phải phương pháp đâu mà cái kiểu của anh chồng mình đang xịt đó. Anh xịt xương rồi xịt đi một lần không à. Nhưng mà không biết lát nữa mình ghép có được không. Tại vì cái này sáng này mình thấy mình xịt rồi. Mình ở trong trại thì mình xịt vào giờ nào cũng được. Còn nếu như các bạn làm ngoài nắng thì các bạn xịt giấc chiều đi. Đó, cho cây nó khô ráo hẳn đi rồi xịt. Chứ nếu mà để mà cái cây nó còn ướt quá thì xịt nó cũng không có rút vô trong mình được nhiều đâu. Với lại nếu mà trưa nắng mà thì nó cũng sợ nó bị cháy thôi. Giờ cũng sắp được ăn rồi ha. Sợ nó bị cháy. Chứ còn đó, còn mình ở trong trại thì mình xịt nắng nắng lên, mình xịt ráo ráo vào cái cây và xịt đó. Thuốc xịt thì mình còn có hai bịch arsen các bạn. Mình dùng hai bịch arsen này. Thành phần công dụng thì đó là thuốc trừ sâu ha. Tác động trực tiếp mà. Nó trị rầy nâu. Những cái thuốc mà mình xài thì nó cũng hay. Đây là cái thuốc dùng cho lúa đó. Mà dùng để xịt bông đó các bạn. Đó. Hai bịch arsen này. Mình xé hai bịch arsen này này. Hai bịch arsen với một bịch này này các bạn. Cái bịch này mới quan trọng này. Đó. Các bạn nhớ chú ý cái thành phần trên này nhá. Các bạn có mua các loại khác thì cũng được, nhưng mà miễn sao nó có các thành phần như thế này đây. Các cái thành phần như thế này. Cái này gọi là siêu lân à. Siêu tạo mầm hoa và siêu lân đó. Đó, ở phía sau này, này. Đây, thời điểm này các bạn. Thời điểm nó là sử dụng trước khi ra hoa tới 25 tới 30 ngày nhá. Sử dụng 2 đến 3 lần và cách nhau 5 đến 7 lần. Người ta có liều lượng nước luôn này. Một gói vậy 25 lít nước hả? Ồ, nhà mình pha hai bịch này này. Với anh bịch này vô thì có một bình 20 lít à. 20 lít và xịt thì các bạn chỉ xịt xương qua một lượt thôi, không xịt dùng lại ha. Thì sau khi xịt thì cũng đâu phải là kết quả liền. Các bạn xịt vô thì mình nói thật, cho năm ngoái mình xịt cái loại này mà vô cái cây này là cái đầu bông nó kéo ra dài nha các bạn. Đầu bông nó sẽ kéo ra dài cho nó xấu hơn nữa. Nó không được đẹp đâu. Để mà các bạn để tự nhiên thì cây bông nó lùn lùn và hoa nó đầy tàn hơn. Nhưng mà nếu các bạn xịt cái loại thuốc này vô thì cái đầu bông nó kéo dài ra, dài lên một khúc luôn á. Thì giờ mình sợ trễ thì mình xịt thôi. Mình sợ trễ thì mình xịt thôi. Còn bạn nào mà nếu bỏ ngoài nắng mà thấy cây này đã lên đọt, lên còi bông rồi thì không xịt cũng được. Đó. Ha. Tại vì mình cũng nói trước không vậy là sau này cái đọt bông nó lên nó dài nhìn nó không được đẹp thì nói không mình chỉ bấy. Không phải đâu. Đây thì nhà vườn mình làm sao thì mình nói vậy đó các bạn. Mấy cây nhỏ này của mình mà mình tới kali vô cái đầu nó cũng bẹt ra này. Nhưng mà tốc độ thì quá chậm nha. Cho nên mình giờ mình đẩy cái này thì đấy đó. Đó, sau khi xịt xong thì các bạn cứ để vậy thôi, ngày hôm sau các bạn xả sương lại. À, thôi, video của mình tới đây là kết thúc rồi nha các bạn. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong một video sau.